Xôn xao câu chuyện chồng cấm vợ biếu Tết nhà ngoại quá 200k vì xuất giá phải tòng phu. Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nhiều cặp vợ chồng lại chi chóe nhau bởi không biết nên xử lý chuyện biếu quà Tết cho gia đình nội ngoại hai bên như thế nào. Mới đây, câu chuyện muôn thuở nhưng vẫn gây tranh cãi lại nổ ra trên mạng xã hội khi người vợ đề cập đến chuyện biếu Tết bên ngoại. Trong tin nhắn, người chồng tỏ ra khó chịu, đi Tết cái gì mà đi Tết, gả đi rồi là hết, Tết mua giỏ quà 200k thôi, chứ tiền đâu đòi cho bố mẹ em 1 triệu. Thế là chị vợ uất ức bảo, tiền em làm ra, em cho bố mẹ em cũng chẳng xin anh. Lập tức người chồng bóp chặt lại, tiền em làm ra cũng phải được sự đồng ý của trên dưới nhà này mới được phép tiêu. Như mọi năm, đi gà, chai rượu, gói bánh, cứ thế mà làm nếu không muốn ra tòa. 27 tuổi đầu rồi mà chả biết cái gì, mệt. Câu chuyện này lập tức nhận được sự quan tâm của dân tình. Nhiều người cho rằng vẫn biết con gái đi lấy chồng phải lo chu toàn cho nhà chồng, nhưng đây là dịp để bao hiếu bố mẹ cả hai bên. Chưa kể cả năm mới có một ngày Tết mà anh chồng này vừa ra trưởng, ích kỷ lại còn keo kiệt. Thôi thì chỉ biết chúc hai anh chị sớm thống nhất để đi đến một cách giải quyết hợp lý. Chúc Tết để vui vẻ đủ đầy mà lại cãi nhau về vấn đề này là dở rồi.